Xin chào các bạn, mình là Ruby đến từ Anh Ngữ Meswa và chào mừng các bạn đã đến với chuỗi Master Spoken English Part 1. Okay, so without further ado, let's get started. Rồi và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu Part 1 của Master Spoken English nhé. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là khi nói đến phát âm đúng không thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải nhắc đến bảng IPA. Đúng không? Vậy thì IPA là viết tắt của từ gì ạ? Đây, ok. IPA là viết tắt của từ International Phonetic Alphabet. Ok, đây chính là từ viết tắt của IPA. International Phonetic Alphabet. Ok, nó là một bảng ký hiệu phiên âm tiếng Anh. Và cái bảng phiên âm tiếng Anh này dùng để làm gì? Dùng để cho chúng ta biết cách đọc của một từ. Ok, vì khi mà chúng ta tra từ điển á, thì bên cạnh cái từ mà chúng ta tra, nó sẽ có những cái ký hiệu này. Và khi mà nhìn vào cái ký hiệu này thì chúng ta sẽ biết cái cách đọc từ đó như thế nào. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tân tật tật về cái bảng IPA này nhá. Ok, cái đầu tiên là khi mà chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là vowels và consonant. Ok. Rồi, vậy thì vowels, ok, vowels của cô đó là nguyên âm, ok, và tiếp theo consonants, nó sẽ là phụ âm, ok, vậy thì toàn bộ cái phía bên trên này này, nó sẽ chia đôi ra như này, ok, phía bên trên nó sẽ là vowels, còn phía bên dưới nó sẽ là consonants, ok. Rồi, cái tiếp theo nhá, cái tiếp theo mà chúng ta sẽ cần tìm hiểu đó là cái từ này. Ok, monophthongs có nghĩa là nguyên âm đơn. Thì đây chính là nguyên âm đơn. Ok, cái chỗ này sẽ là nguyên âm đơn nhé. Và bên này là diphthongs. Ok, diphthongs có nghĩa là nguyên âm đôi. Thì phía bên này của cô sẽ là nguyên âm đôi. Ok, nguyên âm đơn và nguyên âm đôi. Tiếp tục, mình có từ gì đây ạ? Đó, những cái từ in đậm ấy, nó sẽ là voiced. Ok, voiced nó là âm hữu thanh. Âm hữu thanh là âm như nào ạ? Âm là khi mà mình sẽ một tay để ở cổ họng và một tay để ở miệng này này. Thì cái âm hữu thanh là cái âm mà nó sẽ rung cổ họng. Những cái từ âm nào là âm in đậm này thì nó sẽ là âm hữu thanh. Ví dụ như là b b b, d d d hay là i. Ok, những cái âm từ in đậm này này thì nó sẽ là âm hữu thanh và âm hữu thanh thì nó sẽ rung cổ họng. Nhá, và cái thứ hai đó là unvoiced. Ok, unvoiced là những cái nó nhạt nhạt hơn này. Thì nó là âm vô thanh. Âm vô thanh là âm mà khi mà mình nó sẽ không rung cổ họng mà nó sẽ bật hơi ra ngoài. Ví dụ như là âm p, 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 hay là t, t, t. Ok, vậy thì những cái nào mà nó in nhạt ấy thì nó sẽ là âm vô thanh. Và mình đã tìm hiểu xong tất cả những cái ký hiệu ở trên bảng IPA rồi. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình bài đầu tiên, đó là vowels. Ok, và về nguyên âm. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách phát âm các nguyên âm đơn trước nhé. Và có một cái điều đó là chắc chắn là các bạn, thứ nhất đó là phải ghi nhớ. Các trong bài này chúng mình phải ghi nhớ cái gì? Thứ nhất đó là ký hiệu. Ok, phải ghi nhớ được những cái ký hiệu này. Bởi vì phải ghi nhớ cái ký hiệu này thì mình mới biết vì khi mà mình tra từ điển ấy thì mình nhìn vào thì mình mới biết cách đọc như thế nào nhá. Thì đầu tiên là phải nhớ ký hiệu. Và cái thứ hai là phải nhớ cách phát âm. Rồi, thì cái đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cặp âm y dài, y ngắn nhá. Thì với y dài này, y dài thì thường nó có dấu hai chấm này này. Ok, vậy thì cái âm này nó sẽ phát âm như thế nào? Ok, về âm này thì các bạn sẽ căng khẩu hình miệng ra giống như kiểu các bạn đang cười ấy. Ok, và phát âm âm y thôi, nó sẽ là y. One more time, y. Ok, rồi với âm y ngắn thì chúng mình sẽ phát âm thả lỏng, miệng thả lỏng và phát âm ra âm y. Nó sẽ là i i i i i. Ok, nhớ nhá, âm dài thì mình sẽ căng y. Còn âm ngắn thì mình sẽ thả lỏng. I, I, I. Ok, bây giờ mình sẽ luyện tập sang bảng từ nhá. Rồi, mọi người đây này, nhìn thấy cái phonetic. Ký hiệu phiên âm tiếng Anh của nó sẽ là như thế này. Thì khi mà mình nhìn vào những cái ký hiệu này thì mình sẽ biết cách đọc của một từ đấy nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bảng từ nào. Ok, the first one, eat. Eat. Và cái thứ hai, it. It.
Ok, ngủ sẽ là sleep. Sleep. Trượt sẽ là slip. Slip. Má nào? Cheek. Cheek. Gà con sẽ là chick. Chick. Hơi nóng. Heat. Heat. Và đánh sẽ là hit. Hit. Rồi, thì đó là âm y dài y ngắn, cặp âm y dài y ngắn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đó là cặp u dài và u ngắn nhá. Ok, nhìn thấy dấu hai chấm đúng không? Thì đây chính là âm u dài. Vậy với âm u dài nhá, thì chúng ta sẽ căng, mà những cái âm dài thì sẽ là những cái âm căng. Thì các bạn sẽ chu môi và phát âm âm u. Nó sẽ là u. One more time. U. Rồi, và cái thứ hai là âm u ngắn. Âm u ngắn thì nhìn cái ký hiệu của nó giống như cái ký hiệu trong vật lý á. Đó, omega đúng không? Nha, thì đây chính là ký hiệu của âm u ngắn. Thì với âm ngắn cô đã bảo rồi, đó là thả lỏng miệng và phát âm ra âm u thôi. Nó sẽ là u. 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 Nó, các bạn sẽ nghe giống âm ư đúng không? Các bạn sẽ nghe nó giống âm ư, tuy nhiên là cô đang phát âm ra âm u nha. Ok, thả lỏng miệng và phát âm ra âm u, nó sẽ là u. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập đến từ nào. Ok, cô có bảng từ nhá. Đồ ăn, u dài nó sẽ là food. 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 Loại bỏ nó sẽ là remove. Remove. Ok, nấu ăn, cook. Cook. Và bàn chân sẽ là fit. Fit. Rồi, very good. Và đó là cặp âm u dài, u ngắn. Tiếp theo đó là cặp âm o. Đúng không nào? Rồi, với cặp âm nhá, thì đây là âm o dài. Ok, thì nhớ các bạn nhớ ký hiệu này, đó là âm o dài ấy, thì nó sẽ là như kiểu một chữ C viết ngược và dấu hai chấm. Ok, và nhớ này, phiên âm tiếng Anh thì phải có hai cái dấu cách chéo. Nếu mà không có hai cái dấu cách chéo bên cạnh ấy, thì nó sẽ không được coi là phiên âm tiếng Anh nữa nhá. Rồi, bây giờ cách phát âm âm o dài nó sẽ là o. O. Ok, và cố gắng lắp đập bằng giọng họng á. Cố gắng ghim cái giọng xuống. Ok, thì đó là âm o dài. Âm o ngắn thì bình thường thôi, đập 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 o như bình thường thôi. O. O. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bản từ này. Cái cửa đúng không? Cô viết nhầm cái cửa. Của nhá, là cửa nhá. Cái cửa sẽ là door. Door. Ngắn, thấp sẽ là short. Short. Rồi, vậy thì chai nước của cô sẽ là bottle. Bottle. Và bác sĩ, doctor. Doctor. Ok, nói chung là âm ngắn thì nó sẽ đơn giản hơn đúng không nào? Rồi, và bây giờ sẽ đến hôm nay chúng ta sẽ đã học 6 âm rồi đúng không? Cặp âm y dài y ngắn, cặp âm u dài u ngắn và cặp âm o dài o ngắn. Và hôm và đây sẽ là bài tập về nhà của các bạn nhé. Bài tập thứ nhất đó là các bạn sẽ lắng nghe và điền cho cô vào các chỗ trống này nhá, điền vào các chỗ trống. Ok, cô đã có gợi ý về phiên âm tiếng Anh ở bên cạnh rồi, thì các bạn sẽ lắng nghe và viết lại, điền lại vào các chỗ trống cho cô. Và đó là bài đầu tiên này. Và cái thứ hai đó là sau khi mà điền xong thì các bạn sẽ quay lại clip, các bạn luyện tập đoạn này cho cô nhé. Ok, thứ nhất là nghe, điền vào chỗ trống. Thứ hai đó là luyện tập nói. Và sau đó quay lại video. Và khi mà các bạn quay được video xong thì các bạn hãy comment ở bên dưới phần comment cho cô nhé. Rồi, ok, now exercise 1. Number 1, you can use the lift to go up and down in a building. Number 2, there are 60 seconds in a minute. Number 3, a dictionary is a book of words to help you with your English. Number 4, it's too warm in here. Open the window. Number 5, would you like a biscuit with your coffee? Rồi, các bạn có thể shadowing lại giọng của cô cũng được nhé. Rồi, ok, thì đó là bài tập đầu tiên này. Bài tập thứ hai thì cô có một bảng từ ở đây.
và cô có hai cột, đó là cột U ngắn và U dài. Và các bạn sẽ giúp cô xác định xem từ các từ này nó sẽ thuộc U ngắn hay U dài nhá. Ok, thì đó là bài tập thứ hai. Bài tập thứ ba đó là ut one out. Ok, có nghĩa là tìm ra một cái từ khác biệt nhá. Thì các từ này các bạn sẽ để ý xem là cái âm O của cô ấy, nó từ nào là từ khác biệt, từ nào là O dài, từ nào là O ngắn. Ok, và chọn ra được cái từ có phát âm khác biệt nhá. Vậy là hôm nay chúng ta đã tìm hiểu xong 6 nguyên âm trong bảng IPA đúng không nào? Các bạn hãy nhớ luyện tập và thực hành và nhớ nộp lại bài tập ở phía dưới phần comment cho mình nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn. See ya!